hoa và mẫu rồi mà. Đó. Trăm nửa năm cũng đang cắt ha. Cái đồng này thì cũng khá là lớn. Ở khu này thì trên An Giang này thì máy rất là nhiều mọi người. Tại sao mà kia cũng có mấy máy nữa. Mà nó xa quá mình chưa đi ra ngoài được. Để một chút rồi mình mới ra. Mình mới ra rồi mình quay mình chia sẻ cho mọi người xem luôn. Thì ở khu này thì cũng xài dòng Kubota là nhiều. 70, 100, 93 rồi. Nói chung ở đây thì máy nó cũng độ khá là nhiều mọi người. Nó chạy rất là khủng luôn. Còn dưới ruộng ở đây là máy chạy không đúng nó chết luôn. Đất ở đây mình đi quay rất là khỏe mọi người. Lộ bộ mà mang dép luôn, đi trên ruộng luôn mà nó không có đúng gì hết á. Những cái máy ở đây là bởi vì nhiều khi nó cái binh nó độ ra là đúng rồi mọi người. Cái hàm của 105X thì nó đi một hàm rất là to mọi người. Hàm tới 3 mét rồi. Máy thì cắt rất là mau luôn. Quá khủng luôn. Lúa đây cũng rất là trúng nè, lúa lá đẹp. Cắt kiểu này mà nếu mà lúa mà đồng mà chuột nhiều, để cắt lúa mà cái hàm nó cắt để sát đất luôn rồi, cảm giác là nó là xong rồi nha. Nãy chú ruộng nó có con chuột cống nó chạy ra đây rất là bự rồi, để coi thử có. Tài xế này cũng khá là trẻ nha, tầm khoảng mười mấy 20 tuổi rồi. Rồi vậy là xong, ảnh di chuyển qua bên đồng khác rồi mọi người. Bên đây thì cũng có một cây 70 nó cũng đang cắt mọi người. Bảy mươi này chạy khá là nhanh, đất đây chạy xuống đó mọi người, có con gan à, nó như cái xăng banh vậy đó. Cái anh nó kéo nè, nó chạy trên ruộng mà như chạy trên lộ vậy đó, chạy tốc độ khá là khủng luôn. Đó rồi, coi rồi, qua bà mẫu luôn à. Đó, ê, ghê thiệt. Năm này thì cũng vừa chuyển đồng qua đây thả được giặc đầu tiên mọi người. Thì không biết cái máy trong cái năm này nó có cái vấn đề gì chạy bao lâu cực nữa. Chắc có lẽ là do cái băng chuyền của cái chiều lúa vô đi công hay gì đó nên nó cực. Nếu trường hợp này không cao
lúa mình đây công được nhiêu bao chú? Thì theo người là 7-8 bao, 20 bao. Bây giờ lúa giờ ký được nhiêu chú? 56-57 à? Nói 6-7 một ký à. Rồi. Nếp thì nó 7 giờ, hồi nãy chẳng hạn. Lúa này cũng giá. Hiện tại cũng đang thái dạt rồi. Đây cũng giống 54-1. Ở đây thì làm rất là cứng à. Khu này lúa mà 54-1 thì 6.000 mấy rồi mọi người, gần 7.000 á. Nhưng mà lúa ở đây thì công gần 20 bao, hơn 20 bao nữa. Lúa đây làm khá là đúng rồi. Giật giữa mọi người. Thì nói chung là cái khu này á, thì lần đầu tiên mình xuống mình quay mọi người. Cái này An Giang nha. Thì theo như mình chia sẻ lúc ban đầu là mình có quay ông anh ở đây nè. Mình nên đi chơi rồi sẵn nên mới quay rồi đặt mình quay người chơi đi. Như nãy mình hỏi anh chủ máy 105 rồi nè mọi người. Thì ở đây á, đồng An Giang này thì cắt một ngày nó trung bình á là tầm khoảng 60-70, đó là chạy review thôi nha. Nếu mà xiết thì tới tối luôn là hơn nha người. Rồi thì anh mới kéo này, hiện tại giờ bỏ lúa xong thì ra lấy lúa nè. Em chạy rồi. Đâu đâu. Mày hả bữa. Mày. Mày hả bữa. Ủa đợi gì thế chạy hả? Giờ mình hạ cái máy sát xuống nè. Nhìn cái lúa rất là đẹp luôn, nó bằng trang, không có gọng cỏ nào hết trơn. Rất là đẹp luôn. Ở đây làm lúa rất là kỹ mọi người ơi. Nếu mà mấy cắt mà cắt trơn tru luôn á mọi người, cắt một ngày á thì 10 công. Thì cắt chừng, nếu mà cắt chân chu á là 10 công là tầm khoảng tiếng hồ xong rồi nha. Thì mấy anh ấy kéo cũng đang lấy lúa luôn. Mấy cắt 105 mít này cắt còn nửa lam này cũng xong đồng mọi người. Thì mình cũng xin phép là kết thúc video đây luôn nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai về những video tiếp theo nha. Mọi người coi kênh mình thấy hay thì cho mình xin một like, thì mình đăng ký kênh và nhớ bình luận để có gì mình sai sót thì mọi người cứ bình luận vô đặng mình khắc phục mọi người. Thì mấy anh lấy kéo cũng đang lấy lúa nè. Rồi như vậy là 105 mét này cắt lâm này mới xong rồi. Thôi thì mình xin phép là kết thúc video đây nha. Dẫn di chuyển qua đồng khác. Thì anh ấy cắt 105 mít này cắt còn nửa lam này cũng xong đồng mọi người. Thì mình cũng xin phép là kết thúc video đây luôn nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai về những video tiếp theo nha. Mọi người coi kênh mình thấy hay thì cho mình xin một like, thì mình đăng ký kênh và nhớ bình luận để có gì mình sai sót thì mọi người cứ bình luận vô đặng mình khắc phục mọi người. Mấy anh lấy kéo cũng đang lấy lúa nha. Rồi như vậy là 105 mét này cắt lâm này mới xong rồi. Thôi thì mình xin phép là kết thúc video đây nha. Đó, ông dẫn di chuyển qua đồng khác.